Hello tất cả mọi người, quay trở lại với channel của mình, Châu Lai Channel. Các bạn ơi, lâu lắm rồi mình chưa review flycam. Thì hôm nay trên tay của mình đây là một chiếc flycam khá là mới. Nó có tên là Visual Zen K1, như các bạn đang thấy đây. Một chiếc flycam trong tầm giá khoảng 3 triệu nha các bạn, tầm khoảng trên dưới 3 triệu một chút. Và chiếc flycam này là của hãng Visual, một thương hiệu cũng mới nổi hiện nay trên thị trường. Thì hôm nay mình sẽ review chiếc flycam này cho các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng đập hộp và khám phá trải nghiệm nhanh. Vâng, flycam Visual Zen K1, một chiếc flycam có thiết kế vẫn là dạng cánh gập các bạn ạ. Dạng cánh gập, các bạn thấy hình ảnh của nó bên ngoài cái vỏ hộp là cánh gập và một cái màu đen khá là bắt mắt. Thiết kế thì nhìn nó cũng góc cạnh các kiểu, nhìn cũng rất là đẹp đúng không các bạn. Đằng sau đây này, nó có những cái thông số mà nhà sản xuất đã in trên cái vỏ hộp này cho chúng ta thấy. Như kiểu là một số cái như là cái này là chất lượng camera 4K này các bạn. Một cái đặc điểm nổi bật của cái con flycam này, chất lượng camera 4K. Ở đây chúng ta có những cái tính năng như Active Track này, một phím tự động trở về vị trí xuất phát này, 360 độ này, quay 360 độ này. Cái này là TikTok Video Editing. Cái này thì mình chưa khám phá này, cũng là một cái đặc điểm rất là thú vị ấy. GPS này, đây là Builder Filter, hình như đây là một cái công nghệ cảm biến hình ảnh các bạn ạ. Công nghệ liên quan tới cái camera, rồi sóng tần số điều khiển là Wi-Fi 5G này. Đó. Ngoài ra thì cái con flycam này nó có dung lượng pin là 2500 mAh cho thời gian bay từ 26 tới 28 phút, đó là cái thông số nhà sản xuất đưa ra. Cái phạm vi bay xa của nó là 500m, cũng là phạm vi truyền hình ảnh luôn. Đó, thực tế thì mình chưa test nhưng đấy là những cái thông số mà nhà sản xuất đưa ra, rất là ấn tượng đúng không các bạn? Đó. Thì ok, bây giờ mình sẽ ấn bóc cái hộp này ra. Con flycam và chiếc remote được đặt trong hộp rất là gọn gàng và chắc chắn. Cái hộp này, cái mút xốp và cái kiểu như này nhìn rất giống là cái con F11 đúng không các bạn? Thì mình sẽ lấy cái flycam lên. Đó, sẽ đưa một vòng cho các bạn xem. Quan sát chiếc flycam này, rất là đẹp luôn. Đó, về cái trục và cái trục cánh và cái motor á. Motor là động cơ không chổi than luôn nhé các bạn. Đó, nhìn cái trục cánh và cái động cơ này nhìn rất giống với F11. Đó, siêu phẩm của chúng ta. Rất giống F11. Đây nó có cái visual và cái đây là cái nút cái đèn các bạn, đây là một cái đèn. Cái nút nguồn ở trên đây nhé các bạn, nút nguồn ở trên đây. Đây nó có một cái lớp giấy, giờ mình sẽ lột cái này ra. Đấy, nút nguồn ở trên viên pin này. Thì đây là chiếc camera của nó đó các bạn, camera xoay góc. Hình như cái góc xoay của nó là được 120 độ nhé các bạn. Đó. 120 độ. Đó, ở dưới đây nó có mình quên mất một đặc điểm đồ vật khác của này, là một điểm cộng nữa, đó là cái cảm biến. Nó được trang bị cảm biến nhé các bạn. Đây, chúng ta thấy ngay một cái cảm biến dưới bụng đây. Nó giúp cho nó ổn định độ cao hơn. Trong cái trường hợp mà chúng ta bắt được GPS yếu, đó thì cảm biến này sẽ hỗ trợ nó ổn định hơn. Ok. Thiết kế rất là gọn gàng. Mình sẽ bung hết cánh của nó ra. Đó. Mình sẽ đặt xuống đây. Rất là gọn gàng. Các bạn nhìn ở phía trên á, chúng ta nhìn ở trên, chúng ta nhìn xuống thì nó hao hao giống với Mavic đúng không bạn? Mavic Air đó. Cái kiểu như vậy này, rất giống, hao hao giống. Mình sẽ lấy cục pin lên nhá. Cục pin này các bạn, ở đây nó có những cái thông số này. Pin 11,1V, 2500 mAh. Đó, pin li-ông, không pin, pin li-ông. Ok. Theo như nhà thông số đưa ra đó là nhà sản xuất đưa ra thông số thời lượng pin đó là từ 26 tới 28 phút nha các bạn. Thì cụ thể thì mình sẽ làm những cái test về những cái thông số này cho các bạn. Đây là cái remote điều khiển của cái con này. Chiếc remote này cũng khá là lạ đúng không? Cái kiểu thiết kế này. Nó có những cái nút chức năng ở đây. Chúng ta thấy đây là cái nút Return to Home này, nguồn này. Nút đây là nút định vị la bàn này. Đó. Ở đây nó có những cái đèn led này.
đèn để nó thông báo cái trạng thái. Hai cần joystick. Ở đây chúng ta có phím chụp hình quay phim, tốc độ của flycam và nút xoay cái góc camera. Thì ở đây là cái nắp để mà lắp pin nha các bạn. Chúng ta sẽ tháo này rồi lắp pin vào đây. Thì ở đây nó sử dụng 4 viên pin 2A. Đây, kẹp điện thoại vào đây. Ok, bây giờ mình sẽ lắp pin vào đây để bay thử chiếc flycam này luôn. Ở dưới đây chúng ta còn có những cái phụ kiện đi kèm theo nữa này các bạn. Cái này là cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Đây chúng ta có cái này là cái dây cáp để chúng ta sạc pin. Một sợi dây cáp này là sợi dây cáp USB và micro USB thôi các bạn ạ. Nhưng mà được bỏ trong cái hộp này rất là chỉnh chu. Đây chúng ta có cánh dự phòng nữa. Chúng ta có 4 cái cánh dự phòng nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ lắp pin vào trong cái remote này. Các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ lắp thẻ nhớ và mình khởi động, mình bay thử chiếc con là cam Visual Zen K1 này nha các bạn. Mình lắp thẻ nhớ vào cái chỗ này. Đây, thẻ nhớ nó nằm ở dưới chỗ này các bạn ạ. Đó, nó phải nhớ để mình ghi lại hình ảnh xem chất lượng camera xem sao. Bây giờ chúng ta bật cái nút nguồn này lên. Đó, có tín nhạc và đèn, cái đèn ở đây nó phát ra này. Ok, bây giờ mình sẽ bật cái tay cầm điều khiển lên. Ở đây nó có một cái màn hình nhỏ này các bạn, nó hiển thị những cái thông số. Sau khi chúng ta bật cái nút nguồn lên thì các bạn sẽ gạt lên gạt xuống nhé. Đó, để cho nó link giữa cái tay cầm điều khiển với lại cái con flycam. Thì ở đây nó hiện ngay này, sóng kết nối đó là 5 vạch rồi này. Sóng kết nối TX là pin của flycam, RX pin của tay cầm này. Ở đây chúng ta có cái thông số tầm bay cao, tầm bay xa này các bạn. Đó, cũng như là cái mức GPS luôn, hiện tại là 0. 5 rồi, lên 5 rồi. Ok. Thì căn bản đó là chiếc flycam này nó tự dò GPS nha các bạn. Chúng ta sẽ không cần phải xoay flycam, các bạn chỉ thao tác như vừa rồi thôi và chúng ta đợi cho nó lên GPS và chúng ta bay. Đó, thì các bạn sẽ download một cái app này, FPV Go. Đó, FPV Go, cái app của cái con này là FPV Go. Ở đây thì mình download về rồi. Chúng ta vào, chúng ta tìm Wi-Fi. Đó, Wi-Fi 4K 5G là cái tên Wi-Fi của cái con này. Mình sẽ nhấn vào để kết nối. Rồi. Wi-Fi 4K 5G. Rồi, ok. Vào cái app vừa rồi. FPV Go. Cho phép. Ở đây nó có những cái này các bạn này. Setting rồi fly lock này. Hướng dẫn app này. Bây giờ mình nhấn vào setting thử xem. Nó cài đặt ngôn ngữ các bạn ạ. Ngôn ngữ rồi, đây mình sẽ chọn tiếng Anh nhé. Đó, mình chọn tiếng Anh. Rồi có những cái như cập nhật phần mềm các thứ đó thì chúng ta tìm hiểu sau nhé các bạn. Giờ mình sẽ nhấn vào Start Fly luôn. Next. Confirm, xác nhận. Đây là nó có cái thông báo đó là giữ cái khoảng cách 3m giữa bạn và drone. Đó, như đây là cái bước mà ban đầu nó yêu cầu như vậy. Chúng ta confirm, xác nhận. Ok, mình để ngược cái điện thoại rồi, mình sẽ xoay nó lại. Rồi, bây giờ chúng ta cùng khám phá cái app này nha các bạn. Ở đây nó có cái bản đồ này. Đó, trước tiên là cái bản đồ. Bản đồ để cho chúng ta thấy được vị trí của flycam. Đây chúng ta có này, những cái tính năng ở bên góc trái đây là những cái tính năng này. Bay theo những địa điểm, những cái lộ trình mà các bạn định sẵn này. Chúng ta vẽ điểm cho nó bay này. Cái tính năng này là gì mình cũng chưa có rõ lắm. Đây là bay vòng tròn này, return to home này. Thì bên góc phải đây là có chụp hình quay phim MV gì đây, cái này mình cũng chưa có khám phá ra. Ở đây chúng ta có mức pin của flycam này, GPS này, cái sóng này, sóng tần số kết nối này,
cao độ xa này, vận tốc này, có cả tọa độ này các bạn ạ, à. EN là tọa độ này. Ở đây chúng ta có VR kính thực tế ảo, xoay góc camera, xoay góc xoay lật hình ảnh ở trên cái app này. SD là thẻ nhớ. Thẻ nhớ cái gì đây? HD à. Chuyển cái độ phân giải các bạn ạ. Thì cái con này camera của nó là nó điểm đặc biệt là chỗ là cái độ phân giải của hình ảnh nó là 4K. Nhưng mà khi chúng ta quay video á, thì chỉ được chất lượng 2K thôi nha các bạn. Chất lượng 2K thôi, đó là nhà sản xuất đưa ra cái thông số đó. Đây các bạn đang xem được cái hình ảnh từ cái camera của cái con này. Mình sẽ mình đang lăn cái ốc xoay camera. Đây là cái độ phân giải như 4K như nhà sản xuất đưa ra. Và bây giờ mình sẽ nhấn quay phim. Rồi và mình sẽ khởi động con flycam này lên nhé các bạn. Thì chúng ta sẽ kéo hai cái cần này đúng vào trong. Đó, và nó đã quay cảnh rồi. Rồi chúng ta ga lên để nó bay lên thôi. Đó, chúng ta cứ ga từ từ. Đó, bởi vì cái con video Zenka 1 này nó có cảm biến các bạn ạ. Cho nên là các bạn cứ an tâm về cái độ ổn định của nó nhá. Trong cái tầm thấp thì nó vẫn rất là ổn định. Ở cái tầm thấp thì thông thường chúng ta bắt được GPS nó hơi yếu, nhưng mà có cảm biến cho nên là nó cũng khá là ổn định. Nó gần gần giống như là cái kết cấu của con Book 4 đó các bạn. Cảm biến và GPS. Ok. Các bạn đang xem hình ảnh trên camera, các bạn đánh giá về chất lượng camera của con này thế nào? Đây là 4K đó các bạn ạ. Chất lượng hình ảnh 4K. Con này nó không có gimbal nhé các bạn, cho nên là nó hơi bị rung một tí. À, mình xin lỗi, chất lượng mà các bạn đang xem là đó là chất lượng 2K, bởi vì mình đang quay video chất lượng 2K. Giờ mình sẽ cho nó bay lên cao tí để cho nó ổn định hơn nhé các bạn. Bay lên cao thì sẽ bắt được GPS nó tốt hơn. Đưa lên cao thì GPS nó sẽ nhận được, nó sẽ cao hơn, tốt hơn. Vận tốc rất nhanh nha các bạn, vận tốc rất nhanh, mình đẩy cần ga đi tới nhẹ nhàng thôi nhưng mà nó đi rất nhanh. Đó thì mình đang bay ở cái tầm cao là ở đây là 14m thôi. Tầm cao 14m để cho các bạn check thử cái chất lượng hình ảnh của cái con này, chất lượng video. Video mình đang quay video thì chất lượng là 2K thôi. Thế mình đánh giá thì chất lượng 2K của con này thì nó cũng ngang ngửa như là con F11 Pro. Đó. Cái độ mượt mà cái độ mà rõ nét sắc nét hơn thì hơn hẳn Book 4 đấy các bạn ạ. Chất lượng cam của con này cũng tương đồng với con F11 Pro, cũng hơi rung lắc một xíu. Ở vị trí mình đang quay clip thì nó không có gió cho nên là hình ảnh nó được ổn định. Nếu mà ra môi trường có gió một xíu thì có thể nó sẽ bị rung hơn. Đó, mình cho lên cao thì GPS nó được lên 14 rồi. Càng lên cao thì GPS nó sẽ càng mạnh hơn. Sao đứng yên luôn nhỉ? Sóng mất kết nối à? Vừa rồi mình mới mất kết nối thì trong quá trình mất kết, trong nếu mà gặp trường hợp mà nó mất kết nối giữa tay điều khiển với lại cái con flycam á, thì các bạn nhấn vào cái nút này các bạn này. Mình vừa nhấn vào cái nút này là lập tức là nó lấy lại được kết nối. Đó, nút này chúng ta sẽ lấy lại được kết nối. Mình cũng chưa rõ là trong cái trường hợp nào nó sẽ bị mất kết nối hoàn toàn nữa. Thì trong clip này hôm nay mình sẽ chỉ test thử về cái hình ảnh cũng như là cái độ ổn định, giới thiệu về cái con này cho các bạn xem thôi. Còn kỹ hơn đó, về những cái khả năng của nó thì mình sẽ test ở một cái clip lần tới nha các bạn. Bây giờ pin của flycam cũng chỉ còn có một cục mà thôi. Đó là chất lượng video. Bây giờ mình sẽ tắt video và mình sẽ chuyển qua chụp hình. Chụp hình, mình sẽ chụp một vài bức hình. Thì hôm nay mình sẽ chỉ test thử cái chất lượng hình ảnh
và cái độ ổn định của nó cho các bạn xem thôi nhá. Thì lần trong video mình sẽ chèn những cái bức hình và video để cho các bạn xem thử. Còn bây giờ thì pin cũng Flycam sắp hết pin rồi, cho nên là mình sẽ hạ cánh chiếc Flycam ở đây thôi. Nó đang bay hoàn toàn bằng cảm biến đó các bạn ạ. Khá là ổn định ha. Rất là ổn định luôn, bay rất là êm các bạn ạ. Thì ở clip tới mình sẽ test ở một cái không gian nó rộng rãi hơn. Mình sẽ test cái tầm bay cao, tầm bay xa cũng như là thời gian bay của con Flycam này nha các bạn. Cái khu vực của mình ở đây nó khá là chật hẹp cũng như là pin yếu rồi, thôi mình sẽ dừng cái video hôm ngày hôm nay tại đây. Đó, thì các bạn thấy cái con Flycam này như thế nào, đánh giá sơ bộ nãy giờ chúng ta trải nghiệm như thế nào. Cá nhân mình thấy thì cũng khá là ổn đấy, khá là tốt. Cái mức giá của con này thì khoảng 3 triệu thôi. 3 triệu tương đương như những cái mẫu tương tự như những cái mẫu như Book 4 hay F11. Sự lựa chọn cũng là một sự lựa chọn khá là ổn đúng không các bạn? Pin rất là lâu nha các bạn. Pin của mình ở trên cái remote này nó báo là còn một cục thôi, nhưng mà nãy giờ là mình bay là từ lúc nó còn một cục là cũng phải được khoảng 5-6 phút rồi. Đó là trâu đấy. Ok, bây giờ mình sẽ dừng cái Flycam ở đây luôn. Để hạ cánh. Đó, pin yếu cho nên là lên trên remote nó liên tục báo bíp bíp bíp. Rồi. Thì buổi review về Flycam Visual Zen Cam 1 ngày hôm nay của mình tạm dừng tại đây. Sẽ còn những cái tính năng khả năng khác nữa thì mình sẽ test thử, trải nghiệm thử ở những cái video lần tới, các bạn nhớ theo dõi nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy nhấn chuông và hãy nhấn subscribe và nhấn chuông để không bỏ lỡ cái video lần tới của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh YouTube của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.